Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 1 năm tù đối với Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1977, chủ quán cắt tóc gội đầu Khoa Thơm ở thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người, làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Theo cáo trạng, ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2021, Nguyễn Đăng Khoa đã tự ý mở cửa quán cắt tóc để phục vụ khách, trong đó có bệnh nhân COVID-19 không chấp hành công điện số 883 ngày 16 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hậu quả làm 4 người bị lây nhiễm COVID-19 và 50 người trở thành F1 được đưa đi điều trị và cách ly tập trung, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền trên 338 triệu đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh.